Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Kim Trang USA nhé. Hôm nay mình sẽ đi chợ mua một ít đồ ăn. Và mình sẽ quay lại cho các bạn xem ở đây họ bán những gì nha các bạn. Nào các bạn, bây giờ chúng ta cùng đi chợ nhé. Đây là trailer nè. Rồi. Chợ này là chợ El Super nha các bạn. Chợ của người Mỹ đó, người Mexico đó các bạn. Này là quả dâu. 2 hộp 5 đồng nha các bạn. Đây hàng rau, đố loại rau. Cà rốt, xà lách, hành tây, ngò. Rồi, dừa khô có đủ. Đu đủ nè. 89 sen một phao. Cam tươi 2 phao 99 sen. Chanh xanh nè, 1 đồng 47 sen 1 phao. $0.89 một phao. Dưa hấu 5-7 sen một phao. Chuối nha các bạn, chuối là 2 phao là 99 sen. Đây dưa lưới nè, 2 phao là 99 sen. Bơ nè, 3 phao 99 sen. Pe trái 99 sen. Cà chua. Ô, cà chua đỏ luôn rồi. 2 phao 99 sen. Thì bên đây người ta có bán bằng chải như ở mình nè. Với 2 phao là 97 sen.
Đây là chợ mỡ nên người mỡ người ta thích ăn bằng chả nha các bạn. Chả ăn năm mát và tốt cho sức khỏe. Bên đây người ta có bán lá chuối nè, ổi. Ổi xẻ mình nè. $2.47 một phao. Ớt các loại. Ớt đỏ. Có cà tím nè. 59 cent một phao cà tím. Ô cà tím đẹp quá. Lấy hai trái đi. Hàng đây là hàng rau tươi. Còn đây là bắp cải xanh. Bắp nè, bắp cũng có, bắp cà rốt, có rau húng dũi nè, ô mít, bà sẽ bở trái mít. Trái mít to đùng luôn. À, mít đâu các bạn? Nó coi mít là giá nó 99 cent một phao hả anh? 99 cent một phao mít nha các bạn. À, đây. Đây cái bánh thơm rồi các bạn. Thơm. Hộp tươi xanh luôn. 2 phao 99 cent. Đây là sắn nè. $8.70 một phao. Khoai lang. $7.70 một phao. Đây là khoai tây. Đây là đậu nè. Pinto bean là đậu tây. 77 cent một phao. Nhiều luôn các bạn. Đây là đậu phộng. Đậu phộng người ta rang sẵn, người ta đóng bịch rồi nè. Mua về mình lột mình ăn thôi. $1.99 một phao. Me. Me người ta bỏ bịch sẵn. Giá là $2.99 một phao. Đây là bán các cái loại hoa mini tiểu cánh ở một góc trong siêu thị El Super nha các bạn. Trưng bày đẹp ha. Đây đậu phộng và cá. $3.99 hũ.
đây là bia, các loại bia. Modelo thùng nó cũng 24 đồng 99 cent. Corona 24 đồng 99 cent. Mở ra thức uống Corona với Modelo. Đây là hàng thực phẩm lạnh. Đây là gian hàng da ô sữa chua nè, da gật các loại. Chị đây là nước trái cây, cam đỏ. Nguyên bình đây là 2 đồng 47 cent cam. Nước trái cây đủ loại, nước dâu nè, củ đen đồng 25 cent hộp. Đây là sữa nè các bạn, sữa bình. Hai đồng 99 cent một bình vậy nè. Bình vậy là 1 gallon mà. Cái lông gần 4 lít. Đây là trứng này nha các bạn. Trứng đủ loại giá nhưng mà tính ra là vẫn rất là rẻ. Bỏ trong tủ tủ chày lạnh và bán lạnh. Quá là nhiều luôn. Đây là gian hàng hải sản đông lạnh, tôm nè. Tôm đây lọc giả sẵn nè. 5 đồng 99 cent một phao. Đây là 4 phao là 11 đồng 96 cent. Tôm cá đầu đây nè. Tôm bự đây lọc đầu. Đây là hàng tôm. Cá nè. Đây là cá rô phi. 1 đồng 97 cent một phao. Cá bên đây là số nước đá. Cá phít. Cá phi lơ. Cái này cái xe mình là phila. Đây là ngưu, cua, mực các loại. Ồ, đây cá ngát. Đây là 2 phao 2.
4 đồng 49 cent phao, tổng cộng đây là 9 đồng 98 cent. Còn cá ngát thì bự. Ghê giờ nấu canh chua ăn ngon. Đây cái rô phi nè, lòng đá đóng gói lại. Dĩ thì ngao, tôm, vẹm, cua rồi. Đây là mua về ăn lẩu 5 đồng 29, 20 cent. Đây là thịt bò, thịt bò các loại, đủ loại thịt bò. Đây thịt bò đã xay ra nè, đây dân thịt bò đủ loại hết, coi bằng giá dữ luôn. Đây bò úp sẵn à, đây gà nó úp sẵn, bùi gà. Đây thịt heo đủ loại, sườn, thân, đùi, bằng giá nằm dưới luôn. Bây giờ nè, giờ heo 1 đồng 77 cent một phao nè. Giò nè, khách ăn bún bò hớ thì mua giò về nấu bún. Đây là bào tử. Đây giờ tới gà. Gà bú loại gà. Em mua gà em. Chân gà cả. Ăn không? Mua. Có bán chân gà luôn kìa. Chân gà. Anh ăn không? 2 đồng 99 cent một phao nè, chân gà nè. Đây bán các loại đồ nó làm sẵn về mình đi thăm lại anh thôi. Đây là bán gà nguyên con, nguyên con gà 6 đồng 90 cent. Gà đùi 77 cent một phao. Cái đùi quá trời, 5 đồng 15 cent. Heo super siêu thị của Mã bán đồ cũng nhiều. Đây bán đồ ăn vặt nè. Nó có kiểu mè, kiểu đậu phộng, kiểu hạt điều nè. Cứ một miếng là 1 đồng 49 cent một miếng nè. Đây như kiểu đậu phộng nè, 1 đồng 49 cent. Mè đó, mè cũng có. Coca nước ngon.
Bắp hả? Bắp chứ rau củ quả gì đây? Đây là các hàng lon. Cái rau liêu nè. Đây. Hồ liêu 3 đồng 69 sen hũ nè. Đây mayonnaise này giống như mayonnaise như mình nè. 3 đồng 99 sen hũ nè. Đây thường ăn đồ nướng mua gì à? Ăn với thịt nướng, rau, ớt tương. Đây nó bán đồ rửa nón chè, đậu, nếp đồ. Các loại đủ hết. Đây nước cam tươi nè. Đó hai bên em. Hai bình 5 đồng. Oren. À, hồi nãy giờ mình đẩy xe đuối rồi, giờ tới ông xã đẩy đi nè. Giờ xe cũng hơi nặng rồi, ông xã đẩy với mình đẩy mệt nha. À, ở đây nó cũng có bán nước đây nè anh Toàn. Vậy là mình qua đây chở cho nó gần. Bánh mì à, các loại bánh mì.
ở hướng nào chả? À, đây là trước đây sao? Ở bên kia. À, các bạn bây giờ đi ra đi về thôi nha các bạn. Mua đồ xong rồi. Đó, ông xã đang đẩy xe đó. Trời hôm nay nắng quá trần luôn nha các bạn. Thôi tạm biệt các bạn luôn nha. Giờ bắt đầu vợ chồng mình đi ra xe ra về. Mua nhiêu đây cũng đủ ăn rồi nè. Giờ tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.